Đại Bồ Tát này đối với việc sở duyên, tâm tùy hỷ hồi hướng, các thiện căn vân vân, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chư Phật Thế Tôn và tất cả Pháp, chấp lấy tướng kia, mà phát tâm tùy hỷ hồi hướng, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Sự phát tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy, là còn chấp lấy tướng cho nên bị điên đảo, chẳng phải phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng chân thật. Lại nữa Đại Đức, không nên vì các đại Bồ Tát mới học Đại Thừa, đối với điều trên mà tuyên thuyết Bát Nhã cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa và các Phật Pháp khác, tự tướng đều nghĩa không. Vì sao? Vì các Bồ Tát mới học Đại Thừa, đối với Pháp như thế, tuy có chút ít phần tin tưởng, cung kính, yêu thích, nhưng khi tìm tòi nghe rồi đều quên mất, kinh hãi, sợ sệt, nghi ngờ hoặc sanh nhiều việc phỉ báng. Còn nếu đại Bồ Tát bất thối chuyển, từng cúng dường vô lượng chư Phật, phát đại nguyện lâu dài, gieo trồng nhiều thiện căn, được nhiều bạn tốt hộ trì, thì nên đối với các điều trên mà vì họ mà rộng nói, phân biệt khai thị tất cả Bát Nhã cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa và Phật Pháp khác, tự tướng nghĩa đều không. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát bất thối chuyển, nếu nghe Pháp này đều thọ trì trọn đời không quên mất, cũng không kinh hãi, hoảng hốt, nghi ngờ, hủy báng. Đại Đức nên biết, các đại Bồ Tát phải đem việc phước nghiệp câu hành tùy hỷ, hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, khi đó phải nghĩ như vậy. Có thể dùng tâm tùy hỷ hồi hướng để chấm dứt xa lìa, biến đổi sự dụng tâm này, việc sở duyên này và các thiện căn cũng như tâm chấm dứt xa lìa biến đổi. Trong đây những gì là sự dụng tâm, lại dùng những gì làm việc sở duyên và các thiện căn mà thuyết tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Tâm này đối với tâm lý không, nên có tùy hỷ hồi hướng.